Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Lan hướng dẫn các bạn bài cha cha trên nền nhạc Tết đến rồi. Ở cái bài cha cha này nó gồm có 4 tổ hợp. Mỗi tổ hợp gồm có 4 bước. Mỗi bước gồm có 8 nhịp. Chúng ta sẽ đến từ 1 2 3 4 5 6 7 8. Nếu bạn nào muốn theo dõi cả các bài cách nhạc của Lan, các bạn hãy đẩy cái bài này lên. Mình sẽ để cái link ghép nhạc ở phần mô tả. Các bạn hãy gõ vào đó để cùng theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của bài. Ở bài cha cha Tết đến rồi này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy là chúng ta đã kết thúc tổ hợp 1. Chúng ta tiếp tục đi vào tổ 2, bắt đầu chân phải nhé. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy là chúng ta đã kết thúc tổ 3. Chúng ta tiếp tục đi vào tổ 4, bắt đầu bằng chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy chúng ta đã kết thúc tổ 3, chúng ta tiếp tục đi vào tổ 4, bắt đầu chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy là mình đi trọn vẹn cả bốn tổ hợp của bài cha cha trên nền nhạc Tết đến rồi này. Bây giờ mình sẽ đi nối liền cả bốn tổ hợp với nhau thành một bài hoàn chỉnh nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6,
7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Như vậy là mình đã đi chi tiết cả 4 tổ hợp của bài cho cha cho mình nhạc. Tết 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 cái đến này rồi, sau đó mình đi nối liền cả 4 tổ hợp với nhau thật là hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ mình. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.